Vì nhớ cái pháp môn niệm Phật mà chúng ta đang áp dụng nó không có trở ngại tất cả những công việc mình làm. Chỉ cần mình thích niệm Phật thì bất cứ trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể niệm Phật được. Nhớ kỹ, không có trở ngại. Và những Đức đưa lên những thời khóa tu cho quý vị kính hết trơn. Thí dụ như sáng thì 4:30, trưa thì 9:00, chiều thì 2:10, rồi tối thì 6:30, xong rồi tới thời khóa 8:00, tới 8:40, rồi xong rồi tới 9:00, 9:40. Nghe là ý là những thời khóa những thứ gọn nó đích đích gan vậy mà nhiều thời đến chi, phải không? Không tu được thời này tu thời khác, nghĩa là cỡ nào chúng ta cũng mỗi ngày có được thời khóa tu. Và những đức thì quý vị thấy xuyên suốt tu chung quý vị đó, nên những đức nói rằng là cái pháp môn niệm Phật này không có trở ngại đối với công việc của chúng ta. Thì biết rằng là cái thời cuộc hiện đại mà tu một cái môn nào mà trở ngại công việc là không lâu dài. Vì có thật mới vượt được đạo quý vị. Chúng ta bị trở ngại vì công việc làm ăn thì chúng ta sẽ không lâu dài được. Thấy không? Thế mình tu làm sao mà cái kinh tế chùa mình, cái kinh tế nhà mình nó lộn. Kinh tế nhà mình vẫn được duy trì, có cơm ăn áo mặc. Thí dụ như chồng lo kinh tế, vợ lo gia đình, có thời gian được tu tập. Thí dụ, hoặc là hai vợ chồng đi làm, thì bản thân mình cũng có được thời khóa tu ngay chỗ làm mình sắp xếp làm sao cho phù hợp, đừng bị trở ngại, tự khéo léo mà điều chỉnh cái việc tu hành của mình bất cứ ở nơi nào, nhưng đừng để người ta chỉ trích hoặc là trở ngại đối với cái công việc làm của mình. Phải nhớ. Nhưng mà từ ngày thì người ta hỏi ngài cái thời điểm mà khó khăn nhất với quần chúng, ngài có niệm Phật được không? Ngài nói quần chúng sao niệm Phật, người ta đâu có niệm Phật đâu, mà mình niệm Phật người ta đâu có chấp nhận. Nhưng tôi không niệm ra miệng thì tôi niệm trong tâm. Mình đừng có trách người ta, mình đừng có trách tại sao mà họ có thể cầm điện thoại bấm hoặc là chơi game hoặc là có nghe nhạc này kia, nhưng mà tại sao họ không, mình niệm Phật thì họ không thích. Cái này mình khỏi cần nói gì, mất công mệt. Người không đủ thiện căn phước báo nhân duyên thì không tin pháp này. Câu Phật hiệu đâu phải dễ nghe. Cái chủng tử mà chúng ta gieo vào là cái chủng tử nó ác nhiều quá, nên chúng ta thích nghi đối với ác học rất là mau, nhưng đối với thiện thì chúng ta có thể ngủ gà ngủ gật và không thể nào chúng ta thích nghi và học được. Còn quý vị có thể tiếp nhận được là do vì cái nhân duyên của quý vị đã từng duyên với cái này nhiều quá nên bây giờ mình mới thích. Vì coi bao nhiêu con người ở trong cái cuộc đời này, được bao nhiêu người đây mà buổi sáng mà tập trung một đạo tràng trên không trung mà mấy ngàn người này mà ngồi giờ thức sớm niệm Phật, bị nghĩ đây tính với số lượng mà nói là bao nhiêu con người này và cái quả địa cầu này thì bị tính làm sao, đúng không? Nó chênh lệch quá. Cái người mà biết niệm Phật nó ít quá, biết mà tin mà chịu hành trì nó thì nó lượt nhiều quá. Biết gặp niệm Phật, biết chùa thì cũng đông, nhưng nó lượt thêm quận nữa là biết để mà nghe đạo để tu giải thoát thì bớt nữa, rồi nghe đạo rồi mà nghe giải thoát rồi mà chịu hành trì lượt thêm quận nữa, cuối cùng còn mấy người. Nó nên á, cái pháp niệm Phật này nó không có trở ngại công việc, vì nhớ nghe, nó đừng có đặt chấp vào để phiền não, mà hãy chấp vì danh hiệu siêng năng. Miệng niệm không được thì tâm nhớ Phật, làm sao mà cảm thấy rằng cái cõi đời này mình sống nó là sự hơn thua, sự đấu đá, là sự khổ đau trong cuộc đời. Nên chúng ta muốn sanh về thế giới cực lạc, một quốc độ tại sao tốt như vậy, vì con người không có hơn thua đấu đá với nhau.
thượng thiện hội tụ một nơi. Mình thì là thượng ác tập trung một nơi. Thấy chưa? Người ta là thượng thiện, mình là thượng ác á. Vì thấy nhiều không? Đó. Bây giờ những người thiện mà tập trung trong cái đạo tràng trên không trung này nhiêu nè, nhưng mà cũng chưa chắc chúng ta thiện nữa. Nó buông ra là chúng ta cũng có thể hơn thua đấu đá nữa. Nó lượt tới lượt lui, lượt xuôi lượt ngược, cuối cùng mới còn mấy ngoe. Nên mình làm được thiện, mình nghĩ được thiện, mình nói được thiện, ngày nào, bữa nào, giờ nào thì tốt giờ nấy. Không? Tại vì cái tác động của ác nó mạnh quá. Nên Phật nói trong kinh rằng là ngũ trược ác thế. Ghê không? Những loại trược ác nhiều trong cuộc đời này. Vì thấy đứa nít không? Ai dạy nó cái chuyện tham? Quý vị sanh con nuôi con thì cũng thấy rõ ràng. Hồi xưa còn nhỏ mà người mẹ sinh cái đứa con cho đứa con dùng sữa, vì mà đem đứa con nít lại cho đứa nít dùng ké, thì cái đứa bé nhỏ con của cô nó xô ra khóc hòa lên, phải không? Nó không đồng tình cho cái việc mà đứa nhỏ khác dùng. Kinh chưa? Đó là cái gì? Cái này ai dạy nó? Nó là chủng tử rồi quý vị. Nó là chủng tử vì sự đấu đá rồi. Nên Phật nói là đấu tranh kiên cố, giành giật kiên cố. Kiên cố nghĩa là nó bền bỉ vì sự đấu tranh hơn thua khổ đau. Khổ đau kiên cố là sự khổ đau này chối buộc tiếp tục không bước ra được. Ghê chưa? Nó gọi là chữ kiên cố là như vậy. Nên từ nơi đó mà mỗi người mình phải nhận thức được. Khi mình mà nhận thức được thì đúng là đặc biệt lắm quý vị. Nhớ nghe. Nên mỗi một người mình, khi mình mà biết niệm Phật, nhất là pháp môn tịnh độ này, thì nhớ rằng không có trở ngại. May mắn thay mình gặp được cái pháp môn niệm Phật. Những đứa càng ngồi suy nghĩ, những đứa nói đúng là Phật sắp xếp cho mình. Tất cả những thời khóa tu của những đứa đều thu âm sẵn hết. Từ niệm 4 chữ, từ niệm 6 chữ, từ phương pháp tu, từ điệu hộ niệm, từ tụng kinh Du Lan, từ tụng kinh phẩm thứ 6 Vô Lượng Thọ 32, nghĩa là như đức làm sẵn hết trơn luôn. Khi như đức ra ngoài gì mà nếu mà muốn thu âm một điệu mà tu không đơn giản. Phương tiện như đức ngày xưa mà như đức ở trong chùa là như đức đầy đủ lắm đó quý vị. Như đức đi là không có một cái gì mà trong ngôi tam bảo mà không có chứ. Đầy đủ hết á. Viết nhà to anh bự gì mà lo đài nhà đức bắt điều hết luôn. Mọi chánh điện, chùa chiền đều là bắt âm thanh đầy đủ hết. Dàn máy móc cái gì cũng có chứ. Đó. Khi nhà đức bước ra ngoài một cái là nhà đức phải lập lại từ đầu hết luôn á. Không đơn giản đâu quý vị. Khó lắm á. Nếu như mà không phải mà có phúc có duyên sao mà làm được. Quý vị nói cái rim tu này cho quý vị là đơn giản lắm hả? Bán bánh cam để mà tạo cái rum này hả? Không có đâu. Vì nó chuyện đùa. Một cái dàn máy nó không đơn giản. Rồi máy tính như thế nào, rồi dàn này dàn kia, rồi cái tivi, rồi lo đài. Nó đầu tư không đơn giản á. Nó mới có được cái rum này tu mà điện đài phải bắt điện mà cao nhất, điện mạnh nhất mới chịu nổi. Chứ đâu phải là mạng bình thường gia đình đâu. Mạng bình thường gia đình sao chịu nổi. Vì coi ba cái rừng mấy ngàn người vô không đơn giản. Nó nên từ nơi đó mà hình như cái duyên của những đức là gì đấy vị. Đến đâu là phải tạo dựng thôi. Khi tạo dựng đầy đủ rồi lúc đó đi. Rõ ràng luôn. Thấy không? Nó cuộc đời mà quý vị, mình đến với cuộc đời này mình đừng có đặt nặng vấn đề chứ. Đặt nặng ai với đạo Phật cầu sanh cực lạc. Mà cả cái việc này nếu người ta trở ngại mình niệm Phật thì mình niệm trong tâm luôn á. Chứ không phải là mình cương theo người ta đâu, không phải đâu. Nên nó là cái pháp môn tịnh độ này không có trở ngại. Nên chúng ta mà thật sự quý vị thích bị đấu đá thử đi, giết bị ngao ngán luôn. Hơn thua đấu đá thử đi, bị ngao ngán luôn á. Nên mình muốn sanh cực lạc. Những đứa nói vị nghe có những người mình tiền mình xài cả đời cũng không hết.
Nhưng mà mình cực khổ mình làm ra tiền. Mình làm ra tiền xong mình có tiền cái mình bây giờ mình có người ta rủ mình đi đầu tư. Mình muốn hồi nếu mà có thêm nữa thì đi làm thiện làm này kia tốt thêm. Nhưng không ngờ đưa vô cái cục vốn luôn. Nó không phải đơn giản. Nếu biết mà an phận thì cuộc sống này tuyệt vời. Ăn thì cũng không nhiều đối với vị à. Nhưng mà thường lo tới cái ngày mai nhiều lắm. Lo cái ngày mai mà khổ hoài. Chứ nếu như mà sống chung đừng lo nhiều, cơ thể cũng khỏe anh. Còn nếu như cái bận tâm lo hoài, cơ thể bị bệnh quý vị. Bị bệnh thì phải tốn tiền chữa bệnh. Nó rồi bận tâm lo âu thì phiền não giết bị ung thư. Nó bị ảnh hưởng cơ thể tế bào mình quý vị. Không? Nên người mà mỗi ngày mà được niệm Phật lễ Phật mà cư sĩ tại gia thì những đức thế không đơn giản chút nào. Đưa ra một cách tu cho quý vị mà tính kỹ lắm quý vị mới tu được. Đừng nói chuyện đùa. Có những người người ta chê những đứa học lớp 3, người ta mà nếu mà ngồi mà động não một chút thì người ta sẽ suy nghĩ ra. Đúng là thằng lớp 3 không đơn giản chút nào. Những đứa có thể tập trung ba mấy chục ngàn con người một chỗ. Người ta chê những đứa dốt nát. Những đứa nói người ta chỉ cần thông minh mà động não một chút thôi. Thì tập trung con người nó đâu có đơn giản. Nếu khùng bách trợn tập trung người gì chắc cũng hơi bị khó. Thật sự mà nói giống họ nhưng chuyển họ không dễ đâu quý vị à. Giống họ để đồng loại một chút rồi ở trong đó mới chuyển họ. Ví dụ như Bồ Tát Quán Thế Âm ngày sinh vào loài trùng thì ngài phải giống trùng chứ. Cái nguyên lý của trùng để ủi đất, để ăn đất thì ngài cũng phải làm điều đó thôi. Nhưng mà năng lực ngài cao hơn mấy con trùng bình thường. Nên ngài mới làm trưởng nhóm trùng. Nghe chưa? Nếu Bồ Tát Quán Thế Âm mình sinh trong loài quỷ thì ngài phải giữ dằn mấy con quỷ kia. Sức mạnh và trí tuệ giữ hơn mấy con quỷ khác. Nên ngài mới thống trị loài quỷ. No. Nên từ nơi đó, bạn muốn làm một cái việc gì á, quan trọng lớn lao bạn phải có cái chí khí mạnh mẽ, sự quyết đoán mạnh mẽ và gan dạ nữa. Ta nói bạn từ bi không thì bạn có khi bạn yếu đuối. Nên mất trí tuệ. Nên tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí biểu thị cho sự thương yêu và sự mạnh mẽ. Nên có khi mạnh mẽ cũng là thương yêu, mà thương yêu cũng là mạnh mẽ, hai cái kết hợp lại. Nên từ nơi đó mà quý vị phải biết rằng đưa ra một cách tu cho quý vị mà có thể bị tu được không đơn giản đâu. Không biết bao nhiêu nơi mà nói mà quý vị thấy đưa lên phương pháp cho quý vị đến thì tu được không. Người ta bị cái quy trình từ xưa tới nay cứ theo như vậy mà làm. Quý vị coi cái thời cuộc con người ta, tại sao cái cần đổi mới theo cái chiều hướng căn tính con người phù hợp. Nên nói là Phật Pháp áp dụng vào chúng sanh chứ không phải là chúng sanh áp dụng vào Phật Pháp. Thí dụ như bây giờ một người này á, là người ta có thể tạo ra một cỗ máy, thì người ta phải coi chúng sanh phù hợp để cần cỗ máy này hay không. Kỹ sư này mới tạo ra một cỗ máy chứ đâu phải là quý vị bắt con người ta phải xài cái cỗ máy này mà không phù hợp. Ai xài? Người ta ra một chiếc xe, người ta cải cách làm sao nó phải phong phú từ mẫu mã, từ cái mã lực của nó làm sao. Thì người ta ra một chiếc xe, người ta có thể tăng giá lên. Người tiêu dùng nhìn chiếc xe này, người ta mới đổi mới tiếp tục. Con người bây giờ là thích đổi mới quý vị. Nên mình đừng có dẫm chân một chỗ mà để lún sâu mà không bước ra được. Hiểu không? Cả Phật Pháp cũng vậy. Phải áp dụng làm sao mà nhìn vào căn tính con người để đưa ra một cách tu cho người ta. Dù lợi ích không nhiều nhưng mà nhiều người làm lợi ích nhiều. Nhiều thời tu lợi ích nhiều. Còn hơn quý vị đưa ra để mong lợi ích nhiều mà không ai vô cái thời khóa bị tu. Cái này là cái rất là quan trọng. Đến cõi đời này, bạn tu duyên tu phước được hay là bạn tu duyên tu phước không được là do tại bạn đó.
Có những người đến cuộc đời này làm bao nhiêu việc rồi người ta ra đi cũng vô cùng ý nghĩa cầm theo. Còn có những người đến cuộc đời này ăn không ngồi rồi, sống như qua ngày đoạn tháng cũng đi, mà bạn đi đâu? Tự chọn đi. Hiểu không? Nên chúng ta có thế giới cực lạc để mà gì? Nên chúng ta cõi này biết đủ đi, đừng có lôi ra nhiều thứ. Nhà cửa có, cuộc sống tương lai cũng được rồi, ăn uống qua ngày để tu tập biết đủ thì thường vui. Đừng có đòi hỏi lao theo cái cuộc sống kiếm tiền, cuối cùng mắc cả chì lẫn chài, thiếu nợ là chết. Dù nghèo nhưng mà không thiếu nợ, đó là hạnh phúc nhất. Có miếng đất hay làm vài cái hũ đất trồng rau, ăn chay mà lặt vài cọng rau vô, đồ chay bây giờ phong phú lắm. Như kế chỗ những đức, đồ chay mà bán có 15 ngàn, phần ăn 15 ngàn. Mình nói sống ở đâu thì theo ở đó. Như cái tính tình những đức, thí dụ đi, những đứa có thể sống sang trọng, sống cao cấp, sống được hết. Khi những đứa sống khó khăn, những đứa cũng sống được. Thích nghi quý vị. Nó phần ăn 15 ngàn tô hủ tiếu, bỏ vô bụng xong một chút lễ Phật ngon lành. Thấy chưa? Nó 15 ngàn thôi. Cơm 15 ngàn, hủ tiếu 15 ngàn, phở 15 ngàn, bún 15 ngàn, cái gì cũng 15 ngàn. Phiến mãi thêm ly trà đá. Thấy không? 15 ngàn thôi là xong rồi đó quý vị. Nó hàng ngày làm việc vậy đó. Nó tu tập với quý vị bao nhiêu ngàn người á, ngày 45 ngàn. Nó thấy chưa? Nó cũng được chứ bộ. Nên không đến nỗi giống mà làm thân đi thịt chạy chết gục theo cỏ cây. Không đến nỗi giống như qua ngày đoạn tháng quý vị. Nó ngày xưa trong chùa cũng nhiệt tình cực lực làm, làm quá vàng luôn. Khi vừa bước ra khỏi chùa cũng có công việc làm nữa. Nên ta nói thành công của người là từ có mục tiêu và siêng năng. Bạn có mục tiêu mà bạn không làm thì bạn cũng thất bại. Mà bạn siêng năng mà bạn không có mục tiêu thì bạn cũng tiêu. Tại vì bạn siêng năng cũng như người mù thì cũng là lạc lối. Nên từ nơi đó còn hai cái nó phải kết hợp. Có mục tiêu và siêng năng kết hợp lại. Pháp môn niệm Phật là những đức đã nhắm mục tiêu rồi. Rồi xong tiếp tục phải kiên trì niệm Phật siêng năng. Có cách tu nữa. Nói vị thấy không, bây giờ sáng mấy ngàn người cùng tu chung, vị thấy ý nghĩa chưa? Những đức tu, quý vị tu chung rất là đông. Nếu những đức mà không tu, quý vị bỏ tu á. Tuy là nói ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, mấy bà này bỏ đó. Kỳ cục vậy đó. Cái chi mà mấy bà không bỏ tôi khỏi tu luôn á. Thành từ nơi đó mà ngộ lắm, mấy bà hay công nhận luôn. Bữa nào mà những đức bận cái gì mà những đức không lên tu là mấy bà biết á. Công nhận tôi Nam Mô với Đạo Phật. Các bà không theo dõi tôi ghê. Cảm ơn ghê. Mai mốt tôi về cực lạc, tôi cảm ơn mấy người nhiều lắm. Nên từ nơi đó vị biết rằng là chúng ta là những người bạn đồng hành thì thấy quý vị ơi. Xa mà gần, gần mà xa, ngày nào cũng được ngồi nói chuyện với nhau để mà tâm sự, chia sẻ, cởi mở. Hay chưa? Cái những lúc mà mấy bà buồn buồn, mấy bà có nói chuyện được với ai đâu, có nghe những đứa nói chuyện mà bà cười đó. Quý vị nghe là những cái bài chia sẻ bài pháp cũ của những đứa đi, vị sẽ thấy. Hồi tối những đứa tự nhiên bấm lên nghe thử. Chàng ô gì mà không chịu nghe, bởi vì vui thì ghê. Mà có nhiều cái ý trong đó nó hay dữ lắm luôn. Mà tại vì đã nói thương nhau thì cháu cũng tròn, mà ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Quý vị cứ tin 100% đi, ngồi đông mì ì mà nghe nó không có tệ đâu. Tệ nó không có lợi nghe đông vậy đâu quý vị ô. Nhưng mà tại vì mấy cái người nó không cùng tần số thôi, nó không để ý thôi. Chứ ngoài ra quý vị mà nghe lại để quý vị cho thấy, những đức nói quý vị mà buồn buồn gì, quý vị nghe những bài pháp cũ của những đức ngày xưa lại thì quý vị thấy năng lượng tràn trề liền, không nói dòng gió. Nhiều trang người ta vẫn đưa lên bình thường á, coi đông ghê. Không? Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng Phật pháp nó áp dụng vào nhân sinh. Con người ta mỗi tuần người ta làm, người ta mệt chết mồ, lên mà nó mà còn banh não người ta ra nữa thì chịu dịch gì nổi. Bộ não này nó căng thẳng quá, dây thần kinh nó muốn đứt luôn rồi. Mà lợi mà còn căng ra thêm nữa, ai mà dám lợi gặp quý vị. Nên tại sao mà ngày xưa những đức ở một nơi người ta lợi đông dữ vậy?
Vì mỗi tuần người ta đến là người ta được sưởi ấm thần kinh, ai cũng tung tăng, nó thật sự luôn. Tất cả những người mà đã biết qua những đức, mà tu tập với những đức, mà nếu mà chân thật làm những đức, nó mới bị càng ngày càng đẹp. Không người nào càng ngày xấu chứ. Cái thế giới cực lạc người ta đẹp chứ ai nói thế giới cực lạc xấu. Cái nhiều người nói, ồ tu hành mà đẹp xấu gì. Đúng rồi. Bởi vì có ai đâu mà nghe theo. Cái thế giới cực lạc tại sao mình muốn về? Tại cái thế giới cực lạc nó đẹp. Cái thế giới cực lạc tại sao muốn về? Thì cái thế giới cực lạc nó đầy đủ. Các vị có bao giờ nghe Phật A Di Đà ngày than thế giới cực lạc có cơm ăn không? Chưa từng nghe kinh nào nói mà thế giới cực lạc có cơm ăn. Chưa từng nghe nói kinh nào nói mà thế giới cực lạc mà có đống rác, bọn bún lộn với nhau, chữ lộn hoặc là chăm chích nhau, không có. Các vị thấy ngày xưa những đức ở cái nơi nào đó, các vị đến các vị thấy chưa? Thấy cái nơi đó nó sạch cỡ nào chưa? Dù có nói gì cho nữa cũng không thông. Ngày xưa nhà Đức đến một cái nơi mà thôi thấy nó thôi mà giờ này mà dẫn ốc mình mới thấy giật chứ. Vậy mà nó hình thành ra vậy mà nói dòng do cho nó mệt thêm. Thấy không? Thôi, cậu làm được rồi thì cậu khác cứ tiếp tục mà làm đi. À, từ nơi đó mà quý vị biết rằng tâm huyết và sức lực và nhìn nhận và cải cách nó không đơn giản, nó mà hình thành ra tới mức như vậy thôi, đầy đủ hết trơn đó. Rồi mỗi lần mà ta về ta cười hú hí, chàng ơi mấy chị mà tập trung là mấy chị đi có đàn chứ đi mà vui vẻ tung tăng, giờ về tung tăng đi. Để coi có bao giờ mà đi về mà nghe nói tiếng gì mà nó than thở không? Vì tôi nói cái thế giới cực lạc Phật A Di Đà không có than, nên mười phương khắp pháp giới mới về. Bạn đi than thì nó không phù hợp vào cái chuyện khuyên người niệm Phật cầu sanh cực lạc rồi. Bạn phải nhớ kỹ điều này. Phật A Di Đà ngài đã làm rõ ràng cho mình thấy rồi, mình không chịu áp dụng. Quý vị nói chuyện Phật A Di Đà ngài làm là thế giới cực lạc à? Chúng ta là người niệm Phật là cực lạc nhân gian, quý vị. Mình cứ ghen đi, Phật A Di Đà ngài là ông chủ đặc biệt sau lưng giúp đỡ hết trơn, yên tâm. Người ta đó ngoài đời người ta mệt mỏi, người ta lo nhiều thứ, về mà con nghe mình than nữa, cái này không phải là cực lạc mà này là cực khổ. Nó là cực khổ mà nó gì, nó tìm cực khổ thêm, nó đố nó gì á. Nào, nên hồi xưa mà người ta đến nó vui quá trời luôn. Quý bao giờ vì nghe nhà Đức than câu gì không? Chưa từng nghe ai nói câu nói mà ăn nhiều phước nhiều, ăn ít phước ít, không ăn không có phước. Cái câu này chắc có một mình ông thầy ba trợn ngày xưa nói. Bây giờ ra đời thì cũng thành ba lơn. Chưa từng nghe câu này luôn quý vị, có nhận không? Nhưng mà quý vị phải nhớ cái câu này của những đức nói ra, quý vị ăn rất là ngon. Thầy những đức muốn quý vị ăn ngon. Chàng ơi, cái chuyện miền Tây những đức nói đơn giản, có cần nói cao xa làm chi. Khách đến nhà mà chỉ càng rộng rãi thôi là khách nhớ hoài. Nè, còn mình người ta đến nhà mình mà mình nói cho người ta ăn không được thì thôi, ai mà đến nhà mình, ai đầu tư với mình, thấy không? Muốn người ta đầu tư với mình thì trước nhất mình đầu tư với người ta trước đi, đột phá vào tâm người ta, cho người ta mở tâm lượng ra. Rèn ô mấy cái điều này mà ai mà nghe mà chịu làm thì thôi, bạn ở đâu bạn thành công, mà lên núi lên non mà cũng thành công. Bạn mà chỉ cần có năng lượng rồi đem lợi ích cho người ta rồi, dù bạn ở thâm sơn cùng cốc, người ta cũng lái máy bay lại người ta tìm bạn. Còn bạn mà đã là không đem lợi ích cho người ta, bạn tính toán với người ta, thì tôi nói thật sự, dù bạn ngay mặt tiền đi chăng nữa, người ta cũng không muốn ghé vào. Bạn nói bạn mở được cái quán mặt tiền là bạn thành công, nó chưa chắc đâu. Bạn có thấy ở ngoài đời có nhiều cái quán đường hẻm mà nó đông khách chưa? Thành phố có nhiều quán đường hẻm á, mà xe đậu đầy hết chứ, sao mà nó vô đó ăn đông gì? Chất lượng, nhớ không? Niềm nở, chất lượng, vui vẻ, đủ phước duyên, nó kết hợp nhiều mảng lắm quý vị. Đó, nên từ nơi đó đó, những anh em mà bên cạnh những đức mà không thấy việc như đức làm, mà không chỉ cần gạo sơ qua, cái gì mà không phù hợp thì mình lắc, bỏ. Còn cái nào mà được thì mình mới công nhận nó được chứ. Cuộc đời của người khi mình qua cuộc đời mình còn gặp nhiều người nữa, chứ không phải chỉ có một người mà mình thành công đâu. Nên tôi nói thật sự, dù cuộc đời tôi
Dù bây giờ thầy tôi đi chăng nữa mà đưa ra cái gì cho tôi không phù hợp tôi cũng không làm nữa. Vì khi thầy chết đi con còn phải đối mặt với cuộc đời. Nên những gì con làm con phải có cái chủ trương của con. Khi con thầy không còn, con còn phải tiếp tục. Vì con với thầy đa phần chưa phải là bậc đại giác ngộ. Nên cái gì con cảm thấy phù hợp thì con làm, còn không phù hợp thì con lắc nó qua một bên. Hiểu không? Những đức cũng mong quý vị học tập với những đức là như vậy đấy. Những gì quý vị thấy những đức được thì quý vị cứ làm, hướng dẫn phù hợp thì làm, còn không phù hợp quý vị cắt bỏ đi. Nghe không? Nó quý vị thấy ngày xưa quý vị quý như đức, những đức tặng vì cái khăn quý vị quý thấy ghê không? Cầm cái khăn hung trùng 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 vậy đó. Còn bây giờ không quý thì liền khăn qua bên hả? Chàng ô sống vậy mà sao về cực lạc chàng. Ô thì thấy không, sống nhưng mà kỳ cục vậy. Nghe không? Nó cái tình cảm nó phải đâu phải cái khăn, mà cái tình cảm là ngay cái tâm. Đã là ngay cái tâm rồi làm sao dễ bỏ cái khăn kỳ cục ý. Không? Ngày xưa thương thì cầm cái máy niệm Phật nhìn cái hình hung trục trục trục. Trời ơi, nhiều bà dĩ luôn. Mệt ghê rồi đó, lịch tôi tặng mà cầm lịch hung trục trục cái lịch. Sau này mà không thích rồi chắc đốt bỏ quá. Bạn sao về cực lạc bạn? Chàng ô bằng sống gì sao về cực lạc? Bạn phải nhớ là những giây phút mà người ta giúp bạn vui, người ta đưa bạn cái điều đặc biệt á. Còn lỡ người ta phạm phải điều gì đó là người ta phạm với nhân quả của người ta, đâu phải phạm với bạn. Người ta đâu gạt bạn đâu, người ta kêu bạn lấy tiền đưa cho người ta đâu. Người ta đâu có lợi dụng bạn gì đâu, đúng không? Nhân quả với tần số nào thì người ta theo tần số đó phù hợp. Nên mới nói rằng là người tu hành không mê trong nhân quả. Nó dù cho quả báo nghiệp chướng gì đến với mình cũng không mê. Mình còn không mê không gì chuyện của người ta mà mình đi mê. Bạn muốn sanh cực lạc không? Những điều chia sẻ này không đơn giản đâu đó. Bạn nói chuyện đơn giản hả? Không ngồi nói chuyện gì cho bạn nghe. Ngồi nói với cái tivi á. Nói chuyện đơn giản quá ha. Nên bạn nên có năng lực sống, năng lượng sống cao lên. Bạn đừng vì một cái gì đó bạn mang một cái tiêu cực, nó đang đè chì bạn xuống sao bạn dạy quý vị. Đúng ra người ta hướng dẫn bạn đã phất lên rồi, mà bạn đi vì một cái gì mà bạn bị chì xuống như bạn. Thấy không? Chúng ta bây giờ làm bạn đi. Làm bạn đi vì cực lạc. Vì thế giới cực lạc là thượng thiện hội tụ một nơi. Nghe chưa? Nó nên quý vị thấy buổi sáng tu xong cái năng lượng tràn trề chưa? Nên quý vị nghe mà quý vị không chịu để ý đâu. Thấy không? Mình lo chuyện của mình còn chưa xong rồi đừng lo chuyện tùm lum. Nói quý vị thấy không? Những đức ở trong chùa thì cũng nhiệt tình mà ra ngoài cũng nhiệt liệt. Cái này mới là cái đặc biệt rồi quý vị thấy chưa? Nó đâu có đi đâu vòng vo tam quát đâu, quý vị đâu có thấy những đức đi long nhông đâu đâu. Như có ngày tu bị suốt luôn á. Đó là cái điều mà mình để ý đó. Nên ai có nói gì đi chăng nữa quý vị cũng nên để ý cái người mà hướng dẫn mình cỡ nào cũng có bản lãnh đàn ông chút chứ. Em quý vị đâu đến nỗi mà kỳ cục ấy, đúng không? Nên nhà đức mong quý vị muốn về thế giới cực lạc thì buông cái tâm hơn thua đấu đá đi, buông cái tâm mà giận hờn trách móc đi, buông đi, buông thì quý vị phải an lạc à, thấy không? Quảng Ngọc đúng không? Quyết tâm về cực lạc quý vị không? Ai về đạo Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. Ai về đạo Phật. Chúc quý vị buổi sáng an lạc nha. Lúc nào cũng có nụ cười nghe quý vị. Nhớ niệm Phật. Ai về đạo Phật. Ai về đạo Phật.